cái công tác an toàn giao thông là một cái công tác rất quan trọng của toàn xã hội. Những cái doanh nghiệp mà sản xuất các đồ uống có cồn thì cũng càng suy nghĩ cái trách nhiệm của mình đối với cái chung đó, là chúng ta phải cân đối cái lợi ích, hài hòa các lợi ích của nhà nước, của xã hội và của người dân khi chúng ta sản xuất ra những sản phẩm mà mang lại một cái nét văn hóa, thì đồng thời những người sử dụng không có trách nhiệm sẽ gây nên những cái hệ lụy. Và chính vì thế mà cái việc cân bằng cái trách nhiệm của xã hội với các doanh nghiệp là rất là quan trọng. Chính vì thế mà cái diễn đàn uống có trách nhiệm thuộc Hiệp hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam trong những năm qua đã rất tích cực vận động, tuyên truyền và có những cái đề án để giúp đỡ cho bên Cục Cảnh sát Giao thông, rồi Ủy ban Toàn Giao thông để phối hợp chúng ta thực hiện tốt những cái chương trình đào tạo cũng như giáo dục đó. Và cho tới nay chúng tôi thấy những kết quả các địa phương mỗi ngày nó được phát triển hơn, và cái công tác giáo dục ấy cần phải phát huy trong cái thời gian tới.